Remastered. Ngay logo này nhìn nó chất hơn rồi đúng không nào? Lại bản nhạc truyền thống, bản nhạc truyền thống. Nhạc này có bản quyền các bạn ơi. Mình tắt ngay, tắt ngay, tắt ngay. Được rồi. Sau khi đã tắt nhạc xong ấy thì mình không hiểu tại sao không biết cái đứa nào mà lại nhận cái nhà bản Assassin's Creed 3 theme music này làm cái nhạc bản quyền nữa. Cho nên rất là khó chịu. Thực ra thì đây là một trong những bản nhạc mình đánh giá là hay nhất của cái dòng game Assassin's Creed luôn. Cái bản Assassin's Creed 3 theme music ấy. Thì mình sẽ để luôn cái link nhạc dưới phần mô tả video, các bạn có thể click vào mà nghe thử nhá. Nó hay lắm. Nó rất là hyper. Để như vậy chứ nào. À đây này. Bạo chúa Washington có trong cái DLC luôn này các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ lướt qua phần option đúng không? Trong phần option này chúng ta sẽ điều chỉnh một vài clip phim vớ vẩn. Đây phần general thì các bạn có thể vào đây tắt cái nhạc. À đâu. Các bạn thì cứ bật nhạc lên nhá. Bởi vì các bạn đâu có quay video úp YouTube đâu, đúng không nào? Còn mình thì quay video úp YouTube cho nên mình phải tắt cái nhạc đi, cái nhạc cái bản quyền nặng lắm. Rồi, bây giờ thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm tới phone có lọ. Mấy cái phone này thì có lẽ các bạn nên để yên nhá. Mấy cái phone của cái phần subtit ấy. Chủ yếu là cái phần subtit ở đây các bạn nhớ là phải bật nó lên này. Để nó nói cái gì chúng ta còn biết được chứ nào. Bluetooth thì các bạn bật lên cho hiệu ứng nó chất lượng chứ nào. Có đây là phần ánh sáng thì các bạn tùy chỉnh. Các bạn thấy tối quá các bạn phải tăng lên. Các bạn dùng các cái nút điều hướng sang trái sang phải tăng giảm nhá. Mình sẽ để mặc định thôi. Còn phần subtit với cả phone color này nó liên quan tới cái background. Bật lên nhỉ? Background hình như là cái phần hình nền hay cái gì đó. Thôi thì cứ bật lên. Còn đây phần control. Ở đây thì xem nào. À control này thì các bạn không cần quan tâm nhá. Control các bạn để mặc định nhá, đừng có điều chỉnh gì nhá. Điều chỉnh vớ vẩn nó đảo ngược chuột đấy, mệt lắm. Hớp nào. Hớp là những cái thanh chức năng hiện ra bên trên cái màn hình của các bạn, ví dụ thanh máu rồi, thanh tên rồi là thanh bản đồ các thứ ấy. Thì cái này cũng để mặc định luôn nhá các bạn. Còn phần language thì chúng ta sẽ chọn tiếng Anh rồi đúng không nào? Làm gì có hỗ trợ tiếng Việt đâu, cho nên cứ để tiếng Anh nhá. Đây, phần quan trọng nhất chính là graphic. Thì ở đây nó tự động điều chỉnh cho cái này của mình là thành full màn hình rồi đó các bạn. Display mode thì sẽ là full screen. Aspect ratio ở cái này không chỉnh được. Nếu mà chúng ta để full screen thì chúng ta không chỉnh được cái này nhá. Monitor thì các bạn sử dụng cái màn hình của các bạn thôi đúng không nào? Quality high, very high. Best high version tắt. Screen spray on. Mình thì mình sẽ đẩy tất cả mọi cái bật lên và trên cái chế độ đó là ơi. Trên cái chế độ có thể nói là cao nhất nhá. Bởi vì thực ra cái bản Assassin's Creed 3 ấy nó sản xuất rất là lâu rồi. Mình thì mình không nhớ rõ là Assassin's Creed 3 được sản xuất cái bản gốc ấy được sản xuất từ năm nào. Nhưng mà cái bản remastered này thì nếu mà dựa trên cái bản gốc mà xây dựng đồ họa hình ảnh lên ấy thì chắc chắn là nó sẽ nặng hơn, bởi vì hình ảnh được sửa đẹp hơn rồi. Nhưng mà mình không nghĩ là nó sẽ nặng đến cái mức mà nó có thể hạ gục được con cà của mình chứ nào. Cà của mình là cà 150 nhá các bạn. Ở đây motion blue thì chắc chắn là tắt đi nhá. Mọi game tắt luôn nhá các bạn, không để một game nào hết. Riêng cái motion blue rồi. Được rồi. Nói chung là mình sẽ đẩy lên very high. Thế nào? Đây này. Environment quality mình sẽ để lên very high để cho đồ họa nó đẹp nhất. Mình sẽ thử thách con cạc của mình xem sao. Thế nào? Bây giờ thì sau khi chỉnh xong mình sẽ ấn back nhá. Và nó sẽ apply setting. Đó. Reset game, nó bắt reset game nữa, các bạn enter nhá. Bắt chúng ta phải reset game và vào lại. Ok thôi, đúng không nào? Chứ phải open phát nữa thôi. Không có gì to tát cả. Assassin's Creed 3. Hình như phần 1, phần 2 của game này nhưng cũng có remastered rồi đúng không nhỉ? Mình chưa tìm hiểu về mấy cái game remastered. Bởi vì mình những cái game remastered ấy thường thì nó không có đẩy lên Wikipedia các bạn. Cho nên nếu mình có tìm trên Wikipedia ấy, thì nó cũng ít game hiện ra. Ít game được cập nhật lắm. Cho nên nếu mà có thì các bạn cứ để lại comment hay bình luận hay là nhắn tin gì đó nhá, để mình tìm bản correct cho các bạn mà chơi. Rồi, chúng ta sẽ vào lại. Thực ra thì nếu mình nhớ không nhầm ấy thì cái phần 3 mình cũng thấy là cái đồ họa nó khá là đẹp. Nó sẽ Deadmond nhỉ? Mình nhớ là Deadmond rất là mặc định. Mình nhớ là trong này thì cái nhân vật chính nó tên là Nico thì cơ mà nhỉ? William Miller. Ui, sao cái phone chữ nhìn nó khó chịu vậy. William Miller. Không có âm thanh nhỉ? Đoạn này nó không có ra. Phải có chứ nhỉ? Ôi chết rồi, có vấn đề gì rồi? Hay là mình tắt nhạc đi rồi nó tắt luôn âm thanh chỗ này rồi. Các bạn cứ để âm thanh mặc định nhá. Hoặc là nếu mà cái đoạn này mà các bạn cũng không có âm thanh mà các bạn để nhạc mà các bạn không có âm thanh luôn ấy, thì là do cái lỗi bản crack đấy. Cho nên là sắp tới mình sẽ cập nhật cái bản crack khác, không có lỗi gì chứ nào. Bởi vì thời điểm hiện tại chỉ có một bản crack này thôi. Cho nên các bạn muốn chơi bản khác thì cũng chỉ có bản này để mà chơi thôi, không có lựa chọn thứ hai chứ nào. Nên là muốn chơi sớm thì cứ lấy bản này. Còn sắp tới như mình đã nói,
Nếu có cập nhật codec của những nhóm khác nổi tiếng hơn, chất lượng hơn, thì lúc đó mình sẽ cập nhật cho các bạn. Mình sẽ làm hẳn một cái video khác luôn để hướng dẫn các bạn cài đặt các thứ. Bởi vì những các bạn cài ấy, thì nhiều bạn không biết cài, cho nên là mình có để link bên dưới các bạn download về, các bạn không biết cài mệt mỏi á. Mặc dù làm hơi mất công tí nhưng mà thôi thì cứ để các bạn chơi được game thì cũng cố thôi, biết làm sao được. Thực ra thì những cái video này mình khẳng định các bạn là chỉ có vài trăm view thôi, 100-200 view, may mắn thì được 300-400 view, cho nên là nếu mà làm lại thì cũng hơi mất công, mà thôi thì cứ làm. Không, nhiều bạn không biết chơi chứ nào, không biết cài để mà chơi. Còn bây giờ thì cái đoạn này không tua được, không có tiếng, không có gì cả. Thế thế nào, đợi gì à? What the fuck? À đây thôi, sau cái đoạn trailer video ấy, cinematic ấy, thì nó lại có tiếng các bạn ạ. Đoạn kia thì nó bị mất tiếng, khó chịu nhỉ. Đây, lại khung cảnh quen thuộc đúng không nào? Nhìn thì có vẻ khá là mượt đấy, đặc trưng của những game remastered đúng không nào? Và cái đoạn này mình nhớ không nhầm thì chúng ta sẽ chuẩn bị chui một cái hầm gì vậy, bốn nhân vật bê thùng đồ lình kiểng các thứ. Và đoạn này vẫn không tua được các bạn ạ, khó chịu nhỉ. Mình thì mình muốn vào ngay phần gameplay cho các bạn thấy được cái what the fuck, cái gì nhỉ, à, cái phần đồ họa chính của nó đúng rồi. Uầy, sao remastered rồi mà bà chị nhìn trông vẫn gớm thế. Yeah. Tại vì mình không lâu rồi mình không nhìn cái bản cũ, bản 3 cũ, cho nên là mình không biết cái độ khác biệt của nó là đến lớn như thế nào. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì vẫn vẫn Sida như vậy. Mình cảm nhận là nó vẫn Sida như vậy. Đúng vậy, ba nhân vật này vẫn rất khỏe. Riêng ba nhân vật là bê hòm, chúng ta không phải bê cái gì hết. Đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ được đẩy phần gameplay này. Có cái điểm cộng đầu tiên chính là cái phần rừng cây cây cối ở đây đúng không? Các bạn có thể thấy rất rõ được là cái màu xanh nó đậm hơn trước rất là nhiều. Lần trước chúng ta đến chỗ này nó khá là tối đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm, nó rất là tối luôn. Nó không có cây cối nhìn tùm xanh ưa, xanh ươm như thế này đúng không? Rồi, bây giờ đi sâu vào hang nào. Ship không chạy được à? Chỉ đi bộ thôi các bạn ạ. Đây chúng ta sẽ mở cái hầm này. Vẫn vậy thôi, không khác gì cả. Cái là khác về đồ họa đúng không nào? Và cái gì nhỉ? Cái DLC thì được cập nhật sẵn, không cần phải cài cài bản riêng như trước nữa. Trước đây nếu các bạn chơi cái bản cũ mình chia sẻ thì các bạn sẽ phải cài khá là phức tạp đúng không nào? Riêng cái phần bạo chúa Washington đấy, cài thì có nhiều bạn cài không cài được nữa cơ, tại bị lỗi cho nên là khá là khó chịu. Còn bản này thì các bạn chỉ cần tải về chơi thôi, chiến thôi, không cần phải cài thêm DLC gì hết. Ghét cái là phần cinematic thì nó bị cắt tiếng đúng không nào, hơi khó chịu một tí, nhưng mà đó chỉ là phần đầu. Còn những phần cinematic tiếp theo thì chúng ta vẫn đang có tiếng đây, không vấn đề gì cả đúng không nào. Sao mình cảm giác thanh niên này nhìn thô hơn hẳn nhé. Đây là thanh niên lắm mồm mà hay cáu gắt trong cái phiên bản, các phiên bản Assassin's Creed này. Mà cái gì sáng ấy, cái gì treo ở đùi mà sáng vậy, à, cái đèn này. Đây rồi, giờ mới chạy được. Desmond. Desmond. Desmond là thanh niên ngoài đời à? Còn à đúng rồi, chắc là trong khi mà chúng ta vào thế giới Assassin thì chúng ta sẽ được nhận vai một cái thanh niên khác. Thì như các bạn đã biết cái Assassin ấy thì là chúng ta sẽ là những người ở thế giới hiện đại, sau đó sẽ kết nối với cả cái thế giới cũ trong phiên bản Assassin mà đúng không? Để tìm những cái bí mật của Pay of Eden hay cái gì đó ấy. Nói chung là cốt truyện của cái này nó dài, nó luyên thuyên và nó lằng ngoằng lắm. Các bạn tìm hiểu về nó thì nó cũng rất là hấp dẫn đấy. Cái này là cái gì vậy? À, khởi động lại hệ thống. Đúng rồi. Đấy, đoạn này tua được nhá các bạn, ấn Space Skip nhá. Sau một hồi choáng váng thì chúng ta đã đến được phần training trong cái phần game này. Đây này, training rất là quen thuộc đúng không nào? Chạy nhảy đến các điểm mục tiêu. Ơi. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Rất dễ dàng thôi. Vài thao tác cơ bản chúng ta sẽ qua được.
Uầy, chỗ này treo nhìn phức tạp nhỉ. Lên. Vẫn là những đường trèo rất đặc trưng. Chỗ này à? Cái phần leo trèo này thì mình thích nhất ở cái phiên bản là phần thứ hai, Assassin's Creed 2 các bạn ạ. Cái đấy nó có phần âm nhạc khá là hấp dẫn. Cuộc đua của hai anh em trên những tòa nhà tòa tháp. Đó là một cái ấn tượng rất là lớn với mình với cái dòng game Assassin's Creed này. Nhảy ô vẫn sức mặt cũng hạ được. Không cần phải đánh lén gì cả. Ủa thôi xong tôi rồi, trời ơi. Quay nhầm hướng phát. Lên. Để bên này. Nhảy. Ui. Ngã quả nhìn thấm nhở. Ơ, lại nhầm nữa rồi. Phải nhảy lên cái cờ cơ mà nhỉ. Ôi, phải đi lại từ đây luôn á. Ai, đây, mình nhảy lên đây các bạn. Ôi, xít, xít nữa thì ăn quả lừa vẫn nữa. Đó, đây rồi. Cái đoạn này hơi dài, nhưng mà các bạn cố gắng làm thì các bạn sẽ quen thôi. Và khi vào chơi game thì các bạn sẽ không bị lẫn. Đây rồi, chúng ta sẽ vào nhân vật ở ngay đây. Và thực hiện một vụ ám sát trong cái nhà hát opera rồi này. Nếu mình nhớ không nhầm là vậy. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây các bạn. Tối om vậy ta. Cho tí ánh sáng không, cho tí ánh sáng không. Chắc là đổ bóng bị vấn đề các bạn ạ. Nhìn hơi tối. Nhưng được cái là nhìn rất mượt đấy. Đúng rồi. Chúng ta sẽ thực hiện một vụ ám sát trong cái nhà hát opera vũ kịch gì thời cái thời tiền công nghiệp ấy. Mình không nhớ bối cảnh của Assassin's Creed 3 đặt trong cái đất nước nào đó, Anh, Pháp, Mỹ, Ý hay gì đó. Mình quên rồi. Quá lâu không tiếp xúc với cái phiên bản này rồi. Đây, vào trong nào. Start mission. Đó. Thế được rồi. Nói chung là nó cũng chỉ giống hệt cái phiên bản phần 3 lần trước đây thôi. Nếu các bạn đã từng chơi qua thì các bạn có thể chơi lại với cả cái phiên bản Remastered này. Để các bạn có thể cảm nhận được một cái phần đổi mới về đồ họa của tựa game. Thế thì nói chung mình cũng chỉ muốn giới thiệu các bạn một phần về gameplay của nó thôi. Các bạn có thể... Thời điểm hiện tại thì bản crack đã xuất hiện rồi. Cho nên là các bạn có thể tải về và chơi được rồi nhá. Còn như mình đã nói, đây chỉ là bản crack tạm thời. Bản crack giúp các bạn có thể đó là chơi ngay lập tức. Nó vẫn có sẽ có thể tồn tại những cái lỗi này, lỗi kia, lỗi gì đó các thứ ấy. Thì sắp tới nếu mà mình cập nhật được cái bản crack nó ngon hơn ấy thì mình sẽ giới thiệu các bạn sau nhá, ở một cái video khác. Còn những bạn nào mà muốn chơi ngay bây giờ thì các bạn hãy tải bản này về để chơi chứ nào. Thì bây giờ mình đã hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã lo thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Bây giờ thì tạm biệt mọi người.